làm gì đó, con làm gì? Con làm cái gì? Nho ở đâu ở trên tủ đó, nho trong ngăn đá thôi, đó đá thôi, không có nho. Đây kìa, nho nhăn dữ á. Trời ơi, muốn lấy nho cái đi mở tủ gì đó hả? Trời ơi, có tướng mở tủ. Trời ơi, có tướng đi mở tủ kìa. Lấy nho cho phở chứ, đem cho phở em chứ. Rồi. Nó lấy rồi nó chạy đó. Rồi con lấy con trái hả? Con lấy mấy trái vậy? Ngồi xuống đây ăn nè, ngồi đây ăn với em nè. Ngon không? Ngon ngọt không? Ngon ngọt không? Ngọt. Ê, con làm gì đó trượt? Con làm gì đó? À, chuột giữ em hả? Hả? Đó, rồi chuột hát cho em kìa, chuột ca cho em kìa. Đây, giúp. Nhẹ, trời ơi, chuột có chuột vừa đẩy em, rồi đẩy giữ em. Rồi giữ em giùm cho dì Tiên. Phở ơi, con phở ăn rồi nè, phở ăn cái cọng dây để mẹ lấy lại. Để mẹ lấy lại. Trời ơi, ôi nó la con đó, thấy chưa? Nó la con đó. Chuột phải không, chuột dành giữ em với mẹ, dành giữ em cho dì Tiên. Con hát cho em đi, con đừng đẩy em. Đứng ở đây hát cho em, chọc em cười cái. Nó kêu rằng đừng có lắc em như vậy, em nó sợ nha. Còn đứng con hát con nhảy, ôi trời hung em, thương em lắm hả? Dạ. Thấy em không? Nó lên nó con mới hung mẹ. Con em nó hung hả? Còn hát thì em nó thấy. Nó lên em con hung á. Ừ. Con mà, con gì? Con nhảy con hát cho em nó. Bà ơi bà. Chưa yêu bà lắm. Phải rồi. Chốc bà lắm. Bà chốc nhô mày. Cháu à, chuột, y bà. Chuột ở nhà chuột giữ em cho bà gì tiền cho. Gì tiền đi làm công chuyện nó coi nè. Các bạn thấy chuột giữ em bà. Mừng kìa thấy không? Ê đừng có cắn em. Trời đừng em không đã cái đời lại cắn em hoài à. Mẹ ơi. Hỏi kìa, thấy mẹ rồi kìa, phở thấy mẹ kìa, phở thấy mẹ kìa. Đây đẩy em lên mẹ phở rồi. Đẩy em lên mẹ phở đi. Kìa dãy rồi kìa, thấy mẹ nó cái nó dãy dò liền. Đó, phở đi kiếm mẹ đó. Đó là ai đó chưa? Đó. Tại mẹ cá. Ủa có con cua nữa kìa. Có, đổ có con cua nè, có mấy con cá nữa. À cá rộng ở chỗ mấy cua nó kẹp cua này. Cua này là về nấu nhiều. Kiếm có nhiều đi cuốn cũng kêu lại bữa nào cảnh cảnh thì kiếm đi có cua về nấu nhiều ăn bữa cũng thèm lắm rồi đó. Về quê này cũng thèm lắm rồi bữa nào. Trời ơi, không sợ nó kẹp hả con? Hả? Con không sợ nó kẹp hả? Chuột nó không sợ nó kẹp đâu. Ủa nó kịp. Không sợ đâu. Sợ không? Ôi trời. Em nhịp bệnh đó. Nhẹ em rồi. Chụp có con cua nó dậm. Ừ, tại vì tiền đổ lớn được có con cua một. Đó. Nó đi tới đây từ từ đi chừng chân té đó con. Ừ, nó. Chỗ này là mua bánh 70.000 nè. Nó đi lại đây là nó mua bánh nó gặp đó. Con mua cái gì? Không kẹo con mắt mà về con bỏ không à? Con cắn không cắn. Con cắn. Con cắn là con bỏ không à? Không bỏ. Rồi, kêu cô cho con cái bịch đi. Kêu cô cho con cái bịch đi. Cái hôm bữa con mới mua. Cái hôm bữa con mới mua hả? Đây nè, con bánh cá này con dễ ăn nè. Mua mấy bịch bánh cá này về nhà con dễ ăn nha. Rồi nay con mua màu gì nè, con mua bánh màu gì? Kìa cô với thành bọc cho con kìa, con cảm ơn cô đi. Mua đây con lựa đây, lựa bỏ vô. Con lấy cái con nào? Lấy con thôi. Lấy con thôi, cô giờ nó cắn cái là nó bỏ không à? Rồi, bỏ áo màu xanh thì mua màu xanh đi rồi. Rồi lấy bịch bánh con cá này nè dễ ăn nè ha. Nè. Lấy màu xanh luôn. Nay mua cơm. Cơm bộ một cơm bộ màu xanh nè. Ăn với nhồi dầu xào nhằn á. Vậy sao cảm ơn à. Mày cục nhiêu vậy chị? 2 cục ngàn hả? Nó mua 4 cục thôi. Rồi mẹ mua 4 cục rồi. Kệ vậy vậy. Rồi mẹ mua rồi con đừng ăn bánh kẹo sữa thôi con. Mua bịch mua bánh bịch đi. Bịch bánh bánh bự không có bánh nhỏ nhỏ hả? Cái bịch bánh nhỏ nhỏ này nè. Xúc xích nè mẹ. Xúc xích ăn hoài vậy? Bữa con ăn. Xúc xích gì mà ăn hoài vậy? Mua mấy bịch bánh nhỏ này về nhà cho lâu lâu mới đi tiệm một lần á ông bà cô chú. Lâu lâu mới đi tiệm một lần cái đầu nó mua về nó dành cho nó ăn. Được chưa? 2 bịch bánh này nữa được chưa?
Rồi bỏ vô bịch đi. Có nhiều thôi chứ đâu có gì nữa đâu phải không? Rồi chuột thôi chưa? Nhiều thôi chưa? Bánh tráng phô mai không? Không, bánh tráng phô mai vậy nó không ăn đâu. Ba nó vậy mới đâu nó không ăn. Nó chơi bánh này nó, mà con chuột chơi bánh này, chuột chơi không bánh này không lấy đúng không? Mẹ gì vậy? Chuột chơi bánh này không lấy mẹ lấy. Bịch như vậy. Đó, mẹ nè, con chơi bánh này con không lấy à, mẹ lấy nha, mà con mẹ lấy mà về chuột lấy là mẹ đánh nha. Rồi sao uống này nữa hả? Uống sao xin năm mà qua này đúng không? Mỗi con ăn, mỗi con. Rồi ok, nhiêu thôi, nhiêu được rồi. Có uống 5 xìu banh á. Rồi 35 ngàn nè. Có uống 5 xìu banh á. Đây nè, giờ có thích không?